Vâng, xin chào quý anh chị. Và trong một buổi sáng rất là rét mướt của miền Bắc thì hiện nay công ty Ba Tư Phan đang về rất nhiều những mẫu xe để phục vụ quý nhu cầu sử dụng Tết của quý anh chị. Thì với cái chiếc xe Kia Rio sản xuất năm 2016 này thì quý anh chị hãy quan sát cho em, đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Và chiếc xe này là chiếc xe phân khúc hạng B, và nó là một cái chiếc xe mà được rất nhiều người sử dụng ưa thích. Bởi vì thứ nhất là nó có cái giá tiền hợp lý. Mức giá mà công ty Ba Tư Phan đang chào bán cho chiếc xe Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc sản xuất năm 2016 là 420 triệu đồng. Và một cái mức giá hợp lý cho một cái dòng xe phân khúc nhập khẩu và dòng xe sedan với nhiều cái tính năng ưu việt, cũng như là thân vỏ thì chắc chắn, máy móc thì lành, động cơ 1.4 thực sự là tiết kiệm nhiên liệu. Đó chính là cái điều mà quý anh chị quan tâm tới cái dòng xe nhập khẩu này. Và cái chất xe nhập khẩu thì quý anh chị biết rồi, bao giờ cũng là một cái chất xe mà nó rất là bền bỉ và sử dụng thì rất là an toàn, ít khi hỏng hóc, mà nếu hỏng hóc thì cũng rất là dễ thay thế. Và một cái chiếc xe mà mới 4 năm tuổi thì quý chị nhìn một vòng thì thấy rằng là nó còn rất là mới so với cái niên hạn sử dụng. Cái phiên bản số tự động thì quý chị biết rồi là nó không có taxi dịch vụ gì cả. Chính vì thế cho nên là quý chị cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Vậy thì ta quan sát được với cái chiếc xe Kia Rio phân khúc B này thì với cụm đèn pha được thiết kế khá là trau chuốt, mặc dù không có bi xenon nhưng mà nó được trang bị cái đèn halogen khá là sáng. Và tiếp theo đó là bi thì trang bị bi gầm rồi. Những thiết kế lỗ thông gió thì cũng khá là hoàn mỹ. Sơn xi của chiếc xe này thì cực kỳ đầy đều và đẹp. Đấy, tất cả các đường liền khớp rất là chuẩn mực. La răng thì trang bị la răng kép 5 chấu, đây, hình chữ V. Bản lốp của chiếc xe này khá là dày quý chị ạ, bản lốp khá là dày và lốp mới được thay năm 2019 đây. Vâng, một dàn lốp mít đây, đi cực kỳ là êm ái. Chính vì cái bản lốp dày này cho nên là nó mang lại cái sự vận hành thực sự là tốt cho quý khách hàng. Đấy, tất cả các đường nét của chiếc xe này đều liền mạch quý chị nhé, đều liền mạch. Và các những cái chi tiết dập nổi ở trên cánh này thì quý chị nhận thấy được rằng là nó vẫn còn nguyên bản, sơn xi cũng còn nguyên bản luôn. Một cái dòng xe gia đình mà nó thực sự mang lại nhiều những cái tính năng cũng như lợi thế cho người sử dụng. Với cái tầm tiền mà hơn 400 triệu thì thực sự đây cũng là một cái sự lựa chọn hợp lý cho quý khách hàng. Đấy, phần đèn sau thì đã trang bị giải LED rồi, rất nhiều những cái giải LED rồi, ban đêm mà rất là sáng. Đấy, để có thể là phân biệt với những cái dòng xe khác. Đây quý chị nhìn này, cái khoang cốp của chiếc xe này thì cũng khá là rộng rãi để có thể là cho người sử dụng để được nhiều đồ ở trong cái khoang cốp này. Đây quý chị nhìn có thể thấy được rằng là gì đấy ạ, thân vỏ cũng khá là đẹp, lốp thì rất là dày nhé, một dàn lốp mít nhé, đi cực kỳ là êm ái luôn. Bốn bánh ABS và la răng chấu dài. Vâng, đấy là những cái quan sát về phần ngoài của xe. Còn lại phần phía trong của xe thì thân vỏ của chiếc xe này thì bên công ty Ba Tư Phan luôn cam kết với quý khách hàng là thân vỏ nguyên bản, không tai nạn, không đâm đụng, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. Và chiếc xe này bên công ty Ba Tư Phan vẫn còn hỗ trợ trả góp cho quý khách hàng là 60% giá trị xe. Xe thì trang bị hộp số tự động. Đấy, cho nên là quý chị sẽ nhận thấy được rằng với cái sự chuyển động hộp số tự động của chiếc xe Kia Rio này thì nó thực sự là mềm mại. Đấy, thực sự là mềm mại. Quý chị có thể thấy được rằng là với 4 năm sử dụng nhưng với chiếc xe này nó còn rất là nguyên bản, rất là nguyên bản và chuẩn mực. Ghế da rất là mới. Đây, chung là những cái dòng này nó dòng xe gia đình sử dụng thì quý chị biết rồi là luôn luôn có cái sự giữ gìn và cẩn thận, chứ không sử dụng xuồng xã như những cái dòng xe dịch vụ. Cho nên khi quý anh chị đã xác định là đi gia đình thì quý anh chị lựa chọn phiên bản số tự động là hợp lý nhất rồi. Và rất là sạch sẽ, một cái chiếc xe mà sau quá trình 4 năm sử dụng thì quý anh chị nhận thấy được rằng là nó rất là nguyên bản nhé. Quý anh chị đến đây thì chỉ cần nhu cầu thôi, chứ còn lại với chiếc xe này thì cam kết cho quý anh chị nguyên zin từng con ốc rồi. Bây giờ ta sẽ mở cửa cánh lái ra để có thể tìm hiểu kỹ hơn về những cái thiết kế cũng như form dáng của xe. Đấy, quý chị nhìn đây là thông số kỹ thuật nhé, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc 2016. Đây, cánh cửa bên lái đây. Rồi, đấy quý chị nhìn. Xe thì được trang bị gương gập tự động này,
gương gập tự động này, điều kính chính điện này, một kính lái auto còn ba kính chỉnh điện này, và sau đó là chế độ mở khóa này. Đấy, phân khúc hạng B. Nhưng với chiếc xe phân khúc hạng B này thì nó lại được một cái ưu điểm vượt trội, đó chính là nó trang bị hai chế độ lái. Một chế độ lái đây là một chế độ lái cruise control, ga tự động, và một cái chế độ mà với những chiếc xe phân khúc hạng C mới có, nhưng với chiếc Kia Rio này nó đã được nhà thiết kế trang bị thêm rồi. Và đấy, vô lăng còn nguyên bản quý chị nhá. Một cái chiếc vô lăng rất đẹp, và với cái mức off đồ là 6,8 vạn. Vâng, 6,8 vạn cho một chiếc xe gia đình rất là phù hợp và hợp lý, đúng không quý anh chị? Đấy, quý anh chị nhìn này, từng chi tiết của chiếc xe đều khẳng định đây là một chiếc xe đẹp để quý anh chị có thể yên tâm mua về sử dụng. Vô lăng cần số còn nguyên bản theo xe đây. Đấy, thì với một cái chiếc xe này thì quý anh chị sẽ quan tâm đến cái khối động cơ, đúng không ạ? Khối động cơ của chiếc xe này thì nó khá là hợp lý. Kia thì trang bị cho chiếc xe này với khối động cơ 1.4, cực kỳ là mềm mại, cực kỳ là khỏe khoắn. Vâng, nhưng quý anh chị thấy được là nó rất là hợp lý đây. Cái khối động cơ này nó nổ cực kỳ là êm luôn. Đây quý anh chị này, chiếc xe này nguyên zin này, tất cả là con ốc còn nguyên zin, bảo hành cam kết cho quý anh chị. Máy nổ rất là êm, giòn, và tiếng máy nó khỏe, đúng không ạ? Nó không bị ì ạch. Bởi vì nó 16,8 vạn thôi thì với một chiếc ô tô thì không có vấn đề gì cần phải bàn cãi nhiều về cái chất lượng của nó, đúng không quý anh chị? Đấy, quý anh chị có thể nhìn thật là kỹ về cái phần đài da máy rất là sáng đây. Tất cả cột kèo sắt xi đều nguyên bản 100% quý anh chị nhé. Và bên công ty Batifan là không buôn bán xe tai nạn, tất cả những chiếc xe đã qua kiểm duyệt bởi đội ngũ anh em thợ ngành nghề rồi. Vậy thì với chiếc Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc 2016 thì công ty Ba Tư Phan đang chào bán cho quý khách hàng với mức giá là 420 triệu đồng. Thì quý anh chị nào trực tiếp có nhu cầu thì có thể điện thoại đến cho công ty theo các số của các anh em ekip dưới bài đăng để có thể là chốt chiếc xe này mang về sử dụng mùa đi Tết. Vâng, nhất là khí hậu miền Bắc rất là rét mưa rồi. Cảm ơn quý chị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý chị tại Ba Tư Phan. Xin chào tạm biệt.